Trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng nói quê hương tốt hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Các bạn có thể nghe lời Chúa mỗi ngày với Mục sư Nguyễn Văn Huệ qua Facebook Huệ Nguyễn hay YouTube Mục sư ơi. Các bạn có thể đọc lời Chúa trên website hướngdionline.com, nghe và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể thấy nhiều điều không thể thấy bằng mắt thường. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật, không hề thay đổi. Đã hứa, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hy vọng các bạn tìm kiếm Chúa và gặp được Chúa hôm nay. Amen. Quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả. Thân ái kính chào toàn thể ông bà, anh chị em khắp mọi nơi. Tôi, Mục sư Nguyễn Văn Huệ, trở lại nói chuyện với ông bà, anh chị em nhân dịp Tết đang đến. Tết là một cơ hội mà người Việt, nhất là những người Việt tha hương thì luôn luôn hướng về quê hương. Mà nhân dịp Tết thì cả người quê hương lẫn người tha hương đều trông đợi gặp gỡ nhau. Và đó là hình ảnh mà tôi nhìn thấy trong cái giai đoạn này. Ở Mỹ thì người ta làm Tết sớm hơn, nhưng mà Việt Nam thì luôn luôn là chờ đợi đêm giao thừa rồi 2-3 ngày Tết. Có người nói là Tết mùng 1 là Tết mẹ, mùng 2 là Tết cha, mùng 3 thì Tết thầy, hoặc là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Đó là những cái liên hệ đối với người Việt. Và tôi nhìn thấy một trong những ước mơ của người Việt là năm mới thì phải có một cái gì mới, rồi ăn Tết mới, rồi vui, có những niềm vui mới và niềm hy vọng mới. Hôm nay tôi rất là vui vì lần nữa được gặp một người trẻ, một người mới. Tôi muốn cùng nói chuyện và cũng mời Andrew. Andrew sẽ là người nói chuyện với ông bà anh chị em hôm nay, và tôi sẽ có một vài câu hỏi và hy vọng là Andrew sẽ trả lời, nhất là những cái kinh nghiệm mới mà Đức Chúa Trời ban cho lòng của Andrew. Chào Andrew, Andrew có khỏe không? Dạ khỏe, cảm ơn mục sư. Và trước tiên muốn chào đón quý vị trên đài radio, chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và bình an trong tình yêu của Chúa. Một lần nữa Andrew rất là vui được hôm nay tâm tình với mục sư. Andrew, trong mấy ngày vừa qua đây thôi, kinh nghiệm mới nhất là có thấy cái gì mới không? Và tôi có suy nghĩ đến nhà trong Kinh Thánh cũng có nói về nhiều điều mới đó. Chẳng hạn như ai ở trong Chúa Giêsu thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Rồi trong Kinh Thánh cũng có nói là khi hội thánh đầu tiên mới được thành lập thì những người ta, họ giống như mấy người này đang say vậy đó, mà những người này đang say rượu mới. Andrew có bao giờ có cái kinh nghiệm như là một người say rượu mới của Đức Thánh Linh ở trong lòng của mình không? Dạ thưa mục sư, phải nói là Tết năm nay là một cái Tết rất là vui và nói là tuyệt vời đối với Andrew. Andrew đã trải nghiệm được trong ơn sủng của Chúa, được trải nghiệm hơn 44 năm, 44 mùa xuân, nhưng mà xuân năm nay là năm 45. Nó có một cái gì rất là lạ lùng, một sự phép lạ trong cuộc đời. Và nên Tết năm nay là một cái Tết rất là chưa từng xảy ra trong cuộc đời của Andrew. Và cái lý do mà mình có cảm giác này với mục sư là tại vì nếu mà quý vị nào mà có Facebook của Andrew theo dõi thì thấy mấy chương trình hay là mấy cái hoạt động hay mấy cái suy nghĩ nó hơi không giống bình thường. Không phải là bình thường như là cái gì, nhưng mà có thể nhiều người đã có quen biết Andrew
thì cứ thể nghĩ là cái anh chàng này hơi bị tưởng tượng hay sao, nhưng mà thực ra cái đó thì không biết là mình có bị khùng, nhưng mà thú thật đấy quý vị là Andrew đang say say xong cái rượu nho mới của Đức Thánh Linh, vì cái say này nó làm cho mình phấn khởi, thức sớm, học kinh thánh thêm, làm mấy cái việc mà mình hồi xưa đến giờ không nghĩ mình làm. Mà một điều rất là kỳ lạ và rất được vui là mình nhìn thấy được cái mục đích chương trình cho tương lai của mình. Sự, Chúa đang mở cặp mắt để mình nhìn thấy được cái mục đích Chúa đã để sẵn, đã dọn sẵn cho Andrew trước khi Andrew đẻ và bây giờ đang hướng dẫn. Mà khi có chương trình của Chúa thì Chúa sẽ mở đường, như là hôm nay tâm tình với mục sư và học được rất là nhiều điều của mục sư và các anh em khác trong Chúa. Thì đó là giống giống là hôm nay đến với đài radio, là bắt đầu năm nay là cái cơ thể của mình nó không có còn là ngủ trễ nữa, mà là thức sớm, đọc nhiều sách hơn, tìm hiểu thêm. Và một điều nữa là mình, tiếng Anh nó gọi là more intentional. Intentional là cố tình để mình sống trong cái thời điểm mình đang sống, cái thời gian mình sống, cái quality time, cái intentional relationship mình đang sinh hoạt với mọi người, vợ con, bạn bè, thầy và các chương trình khác mình sống, chứ không phải là sống để qua ngày qua tháng, mà sống có một cái mục đích. Nên mấy cái đó là nó làm cho cơ thể mình khác, mà phải nói là cái này không phải là Andrew làm được, mà vì quyền năng Chúa Đức Thánh Linh ngự vào trong người qua cái ví dụ của một cái ly rượu mới mà mục sư vừa nói. Cái đó nó làm cho mình thức hơn, không phải là ngủ, có nhiều năng lực hơn, không phải yếu. Nó làm mình thay đổi một con cơ thể mới luôn, mục sư. Cái trải nghiệm nó rất là tuyệt vời. Nên cái mùa xuân năm nay là mùa xuân phải nói là rất là tuyệt vời đối với cuộc sống của anh được. Cảm ơn Chúa vì lời chia sẻ của Andrew. Tôi muốn nói về cụ thể hơn đó, những cái điều mà Andrew đang kinh nghiệm đó thì đã được Hội Thánh đầu tiên kinh nghiệm. Khi mà Đức Thánh Linh giáng trên một người nào đó thì tự nhiên người đó bắt đầu ngợi khen Đức Chúa Trời. Người đó bắt đầu có cái sự thay đổi ở bên trong mà người khác nhìn thấy một cái rất là rõ rệt. Ví dụ như là trước đây là người là ham thích thế gian, bây giờ người mà uống rượu mới Thánh Linh là tự nhiên yêu mến Chúa nhiều hơn. Rồi giống như nói là trước chỉ thích ngủ thôi, bây giờ thích thức dậy. Trước hết là trước đây là đọc và xem phim rồi đọc sách đời rồi tiểu thuyết vân vân, bây giờ chỉ đọc theo lời của Chúa thôi. Và nhất là trước đây mình chỉ yêu mình, bây giờ mình tự nhiên mình yêu Chúa và yêu người khác. Tôi muốn hỏi cụ thể đó là Andrew kinh nghiệm điều này là bao lâu rồi, hay là giống như là cái sự thay đổi trong Kinh Thánh giữa cái cũ với cái mới đó, nó phải có một cái thời điểm mà mình cảm nhận được khi mà Đức Thánh Linh đang làm việc đó, thì cái việc này nó xảy ra lâu rồi hay là chỉ là chuyện cũ mình nói lại thôi? Cái thời gian Chúa đang trang bị và nặng đang đang mold cái chương trình của Chúa làm cho Andrew là cũng khoảng đây khoảng 5 năm, nhưng mà cái sự tỉnh thức á, thì rất là gần đây, như là một ngày đẹp trời vậy đó, như là một ngày mình tỉnh thức vậy đó, như là mình đang hôn mê trong trong nhà thương này, cái tự nhiên ngày hôm sau cái mình thức dậy, cái mình nhìn thấy một cuộc đời nó mới lạ. Thì cái đó là xảy ra mới đây thôi một sự. Nhưng mà trong 5 năm vừa rồi, như là mình bị giống là tiếng Anh nó gọi là khô mài đó. Như là bị bệnh trong nhà thương mà nằm mà không biết mình thức hay chết hay là sống nữa. Nó như là khô mờ. Thì ra trong đó thì mình nhìn lại đó, mình thấy là trong thời gian đó là Chúa đang trải nghiệm với mình, đang đi với mình, đang 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 rèn luyện mình, như là đang đúc một cái dao, cái kiếm vậy, gươm vậy. Nó một cái thời gian mà đối với Andrew cái đó là 5 năm. Thì Andrew tin Chúa hồi năm 40 tuổi.
Bây giờ mình là 45 tuổi ông sư, nên cái thời gian đó là cũng 5 năm, nhưng mà cũng vài tháng nay thôi. Cũng nói trước khi ngày lễ tạ ơn thì mình có cái sự tỉnh thức lạ lùng như vậy. Và ở đây cũng là một kinh nghiệm mà riêng bản thân tôi khi học kinh thánh thì tôi thấy là hội thánh đầu tiên á, họ đã có cái kinh nghiệm đó đến nỗi mọi người ngạc nhiên, bởi vì họ tự nhiên thay đổi hoàn toàn, họ nóng nóng vì Chúa đó, và họ ngợi khen Đức Chúa Trời đến nỗi mọi người chạy đến xem, giống họ nói mấy ông này mới say rượu. Thì sư đồ Phi-e-rơ nói là đâu có say rượu đâu, mới 9 giờ sáng mà say rượu. Cho nên đây là những công việc lớn lạ, và trong lịch sử của Hội Thánh có một cái từ mà người ta nhắc đến, đó là sự phục hưng hay là phấn hưng. Khi dường như từ cả Công giáo Tin Lành là những người tin Chúa đều muốn cầu nguyện cho sự phấn hưng, nghĩa là một cái phong trào đổi mới tâm linh của nhiều người, và những người đó thì bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn, rồi bắt đầu đọc kinh thánh nhiều hơn, bắt đầu say sưa nói về Chúa nhiều hơn. Thì bây giờ tôi thấy là dù cái hình thức như thế nào, nhưng mà nếu bây giờ Andrew có một cái sự thôi thúc trong lòng để cầu nguyện nhiều hơn, để đọc kinh thánh nhiều hơn, hay là để muốn nói về Chúa nhiều hơn, đó là kinh nghiệm phục hưng. Andrew có nhìn thấy điều đó không? Thì phục hưng Andrew thì tiếng Anh gọi là renewal, nhưng mà Andrew thấy là khi mà mình renew cái tinh thần ở lại cái hướng đi của mình, ở lại cái suy nghĩ của mình, Chúa đem đến cái sự phục hưng trong người. Phục hưng đó là cái điều mà Andrew nghĩ Chúa đã làm việc khi mà mình đổi mới. Đổi mới là giống mình đi theo đường lối cũ là mình sẽ không có đưa đến được cái phục hưng. Mình phải có đầu tiên là bắt đầu bằng cái trí của mình, cái tỉnh thức của mình. Thì Chúa nhắc nhở trong cái trải nghiệm gần đây của Andrew là khi mà Chúa phục hưng Andrew ấy, là Chúa phải thay đổi cái suy nghĩ mình trước. Nhưng mà để chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều người đó, thì Andrew có thể đưa ra cái bí quyết. Nhưng mà muốn được cái điều đó thì nó bắt đầu bằng cái gì? Làm sao để tỉnh thức? Rồi đây có phải là một việc mình cố gắng mình làm được không? Hay là một cái ơn huệ Chúa dành cho mình? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tìm ra một cái bí quyết mà có thể giúp cho nhiều người họ có kinh nghiệm được phục hưng, có kinh nghiệm được đổi mới trong đời sống của mình. Andrew không biết cái này là gọi là bí quyết hay là cái gì, nhưng mà theo cái trải nghiệm, theo cái vật lộn với Chúa và theo cái được phục hồi trong Chúa, Andrew thấy cái điều mà làm cho nó khởi động mà nó áp dụng là khi mình giao phó cuộc đời của mình, giao phó cái trí của mình, cái thinking của mình, tiếng Anh gọi là cái thinking và cái mindset của mình không phải là của mình, là như là mình tự mình tin được, mà mình giao cái đó đến với Chúa, mình giao lên cho Chúa làm việc, mình giao cái năng đề của cuộc đời của mình giao cái lo, cái suy nghĩ của mình cứ cầu nguyện Chúa: Chúa ơi, hãy lấy cái điều đó, hãy giữ điều đó và cho con thấy được con hãy nên làm cái gì bước tới. Thì ngày nào, hàng ngày mà Andrew bắt đầu giao phó hết mấy cái điều mà mình có năng đề, thì Andrew mới cảm nhận được cái sự thay đổi. Nên mình nhìn lại đó, thì phải nói là con người của mình hay là chính Andrew không thể nào thay đổi được cái đó. Tại vì mình có thể hôm nay mình cảm giác này, cái tự nhiên something happened, có một cái chuyện năng đề gì đó nó xảy ra trong cuộc đời hàng ngày đó. Cái ngày hôm sau mình như là bị đánh boxing vậy đó. Nó đục một cái là mình lại té xuống nữa. Cứ thức đứng dậy cái đục cái là té, đứng dậy đục cái té. Nhưng mà khi mà mình lại giao cái trận chiến đó cho Đức Thánh Linh là Chúa đi với mình, trước nhất là mục sư là Andrew được cái bình an. Bình an á, là mình không có phải là người lái xe nữa. Quý vị mà mỗi lần lái xe mà quý vị không cần phải lái xe, chứ quý vị thấy bình an không? Có được một tài xế lái cho quý vị là quá tuyệt vời, đúng không? Thì cuộc đời của mình cứ luôn luôn mình cứ nghĩ là mình là người phải là người tài xế cho cuộc đời của mình, không? Trải nghiệm của Andrew là mình được giao cái trách nhiệm đó cho Chúa lái,
mình ngồi mình nhìn Chúa dẫn mình đi đâu. Trong cái đó đó, em được cảm nhận được và hiểu được cái sự bình an trong Chúa. Và cái điều mà thay đổi nhiều nhất á, là không phải là Andrew làm mà là Chúa làm. Chúa dẫn Andrew đi đến mấy cái cơ hội mở đường ra cho mình chỉ cứ tuân lời thôi. Mình chỉ cứ biết dạ đi theo Chúa. Nên mình phải đi với bước đức tin chứ không tự tin. Đó, thì mấy cái điều đó không biết là nghĩ là cái đó là bí quyết hay không, nhưng mà cái đó là cái Andrew nghĩ đó là cái căn bản và cái nền tảng khi mà con người hiểu và biết với Chúa là đi với Chúa, nên luôn luôn bây giờ hàng ngày sáng sớm cái sự cầu nguyện của Andrew là không phải là chỉ có cầu nguyện để mình có phước hạnh, nhưng mà cầu nguyện đó là giống mình đón Chúa đi con đường hàng ngày của mình. Tối ngủ thì Chúa nằm với mình, sáng dậy là Chúa đi theo mình, nên mình có Chúa là mình có bình an. Đó, đó là cái trải nghiệm của Andrew. Và cảm ơn Chúa vì những điều mà Andrew chia sẻ. Tôi nghĩ rằng đây là một cái kinh nghiệm mới và rất là cần thiết để tìm hiểu thêm và để áp dụng. Mọi người đều hưởng được sự bình an ở trong Chúa, một cái sự bình an thật. Nhưng mà để được hưởng sự bình an đó thì chúng ta phải nghĩ đến đấng bình an hay là hoàng tử của bình an, chỉ một mình Chúa Giêsu mà thôi. Đó là một cái chủ đề lớn để chúng ta nói chuyện. Chỉ một mình Chúa cứu thế, chỉ một mình đấng tạo hóa, chỉ một mình Chúa tể của trời đất can dự vào cuộc đời của chúng ta. Và điều này nó cũng liên quan đến một cái chủ đề khác, đó là nan đề và giải pháp. Nan đề là mình thất bại luôn trước bất cứ cuộc chiến nào đang xảy ra với đời sống của mình. Nhưng mà giải pháp đó là nhờ Chúa Trời, Chúa Tể của trời đất can thiệp giúp đỡ thương xót để chúng ta có sức mà chiến thắng, chiến đấu và chiến thắng với tinh thần quyết chiến và quyết thắng. Thì giờ có hạn cho nên cảm ơn Andrew, cũng cảm ơn ông bà anh chị em theo dõi. Và tôi hy vọng là ông bà anh chị em sẽ nhớ những cái đề tài này và cùng tìm hiểu và cùng cầu nguyện. À, nếu ông bà anh chị em muốn hưởng được sự bình an thì hãy cầu nguyện, nhưng mà phải biết đối tượng của cầu nguyện là chỉ có Chúa của trời đất mới có thể đem đến cho chúng ta sự bình an thật, và không phải bởi sức của mình hay là bởi sự tự tin của mình, bèn là bởi ơn của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ gặp gỡ nhau lại trong những cơ hội khác. Tuy nhiên, nếu ông bà anh chị em muốn tìm hiểu thêm thì Andrew có thể cho biết, để ngay cả những người cùng lứa tuổi hay là những người trẻ mà muốn gặp Andrew để nói chuyện qua điện thoại thì có thể cho biết số điện thoại không? Quý vị, ông bà anh chị em nào muốn liên lạc và tâm tình với Andrew, hay là có thắc mắc nên hỏi điều gì về cái trải nghiệm, thì liên lạc với Andrew qua số điện thoại 832 798 5909, 832 798 5909. Mà lặp lại một lần nữa đi, nhiều khi nhanh quá để quên. Là số phone là 832 798 5909. Và cảm ơn Andrew. À, chính bản thân của tôi thì cũng được ơn của Chúa ban, cho nên ông bạn chị em có thể theo dõi những đề tài rất là quan trọng về nan đề và giải pháp, hay là về hướng đi của cuộc đời qua tờ báo Hướng Đi mà chúng tôi phát hành 4 tháng một lần, tức là mỗi năm 4 lần, trong mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Và nếu ông bạn chị em muốn đọc những cuốn sách thì có thể liên lạc với tôi, Mục sư Nguyễn Văn Huệ, bởi vì chúng tôi cũng ước ao là tóm gọn nhiều vấn đề qua những cuốn sách để những người ham học, ham đọc, ham viết có thể đọc. Thì có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 469 493 2307, hoặc là đặt sang hướng đi gmail.com. Xin trân trọng kính chúc ông bạn chị em bình an, và tôi hy vọng và cầu nguyện Đức Chúa Trời đổi mới đời sống và tâm linh của ông bà anh chị em nhân dịp năm mới sắp tới. Xin kính chúc bình an.
Chúa giật đưa đời tôi thấy thỏa lòng. Dù cho sông tố dường như cuốn lôi đi xa ngài, cha luôn soi đường dìu đưa qua bao chốn hiểm nguy, nâng bước chân tôi về bên Chúa. Có Chúa chăm lo đời tôi thấy thỏa lòng, ngài luôn sáng sống đàn chim bé đơn sơ không nhà. Qua bao năm dài ngài lo toan nuôi nấng chiến tha, tôi thấy vui luôn nhờ tay Chúa quyền năng. Đời tôi bay cao như chim vượt qua không gian lên thì nhìn xinh tươi Chúa ban, hạnh phúc lại qua ước muốn ngài ban cho tôi nhưng không tuyệt thay tình yêu Chúa rộng sâu. Có Chúa chở che đời tôi thấy thỏa lòng, dù trong cuộc sống con thử thách gian nan bên mình, tâm linh yên bình và an vui ca hát thanh ca. Qua những khó khăn ta ơn Chúa nhiều hơn. Như chim lượn qua không gian mênh mông, nhìn lên thì xinh tươi Chúa ban, hạnh phúc lại qua ước muốn ngài ban cho tôi nhưng không tuyệt thay tình yêu Chúa rộng sâu. Chúa dâng nuôi đời tôi thấy thỏa lòng, bình an vui sống mọi lo lắng ưu tư không còn. Quanh đêm luôn ngày ngày nuôi tôi như cánh chim non, phong phú đức tin giàu sức sống tình yêu. Đời tôi bay cao như chim lượn qua không gian mênh mông, nhìn lên thì nhìn xinh tươi Chúa ban, hạnh phúc đã qua ước muốn ngài ban cho tôi nhưng không thay tình yêu Chúa rộng sâu. Đời tôi bay cao như chim lượn qua không gian mênh mông, nhìn lên thiên nhiên xinh tươi Chúa ban, hạnh phúc đã qua ước muốn ngài ban cho tôi nhưng không tuyệt thay tình yêu Chúa rộng sâu. Đời tôi bay cao như chim lượn qua không gian mênh mông, nhìn lên thiên nhiên xinh tươi Chúa ban, hạnh phúc đã qua muôn ngày ban cho tôi nhưng không tuyệt thay tình yêu Chúa rộng sâu, tuyệt thay tình yêu Chúa rộng sâu, tuyệt thay tình yêu Chúa rộng sâu. Kính mời quý vị lắng nghe và dự phần với đoàn truyền giáo quê hương. Chúng tôi đào tạo và sai phái các giáo sĩ với phương châm bởi người Việt, với người Việt, vì người Việt, từ người đến người, từ nhà đến nhà, từ dân tộc đến dân tộc. Chúng tôi đang truyền giáo cho các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Tham gia các chuyến đi truyền giáo quê hương, phân phối sách báo Tin Lành, gửi tặng đặc sang hướng đi, vận động tài chánh và trực tiếp xây dựng phòng vệ sinh, khoan giếng, cứu trợ. Nhân sự hiện có trưởng đoàn, mục sư giáo sĩ Nguyễn Văn Huệ, cùng các cộng sự viên, phùng tị, lo khoan giếng, làm phòng vệ sinh, mua tặng mùng mền, trị rắn độc. Đinh Văn Thắng, lo chứng đạo, dạy kinh thánh, mở hội thánh mới. Puy Nấu, lo chứng đạo, dạy kinh thánh, mở hội thánh mới. Nguyễn Thị Tuyết Mai, lo dạy may, dạy kinh thánh cho các nhóm phụ nữ. Đỗ Thúy Ngân, đồng hành cùng mẹ và bé, giúp các bà mẹ mang thai và nuôi bé mồ côi. Thạch Phứng, lo truyền giáo cho người Khmer ở Sóc Trăng. Phụ giúp hành chính, cô Lê Nhi Na ở Châu Trà, Hoa Kỳ. Phụ giúp phiên dịch, có cô Vân Anh ở Texas, Hoa Kỳ. Chúng tôi tin quyết như lời Chúa phán dạy.
Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến. Matthew đoạn 24 câu 14. Quý vị có thể liên lạc, dâng hiến, gửi check qua hướng đi The Way of Vietnamese Family of Faith, PO Box 570214, Dallas, Texas, USA, hoặc chuyển ngân trực tiếp qua Zelle 469-493-2307. Hướng đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên, hướng đi tôi chọn rồi. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Hãy cùng đi với tôi, bàn chân chờ chi nữa.